Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình đang có mặt tại Yamatown, Thành Vân, ở ngay tại thị trấn Trần Đề đó các bạn. Đây ha. Địa chỉ chính xác là ở ấp Đầu Dòng, thị trấn Trần Đề, Sóc Trăng đó các bạn. Ở đây mình còn gọi là Kinh Ba ha. Hôm nay rất là đặc biệt, mình sẽ mang đến cho các bạn một chiếc xe Yamaha chính hãng nha, TFX. Đây là chiếc xe mới, full mới 100%, chưa câu bình, chưa đổ xăng luôn. Có rất nhiều bạn đang tìm cái xe này mà bây giờ xe mới nó rất là ít, rất là hiếm luôn đó các bạn. Giá đề xuất của xe là tới 72 triệu. Tuy nhiên Thao sẽ bán giảm giá chỉ còn là 52 triệu, tức là giảm tới 20 triệu cho chiếc xe này. Và mình xin nhấn mạnh lần nữa nha, đây là xe full mới, chưa đổ xăng, chưa câu bình nha. Giá chỉ có 52 triệu thôi. Nếu các bạn mua một chiếc xe đã qua sử dụng xe này á, thì cái giá cũng đâu đó khoảng chừng 40 triệu đó các bạn. Một chiếc xe đã qua sử dụng và không biết cái người sử dụng nó sẽ như thế nào. Trong khi đây là một chiếc xe full mới, 100%. Một chiếc xe mô tô ôm bình xăng, naked bike ha. Và hôm nay thực sự khi mình nhìn lại cái xe này á, màu đỏ nó các bạn, rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ chi tiết hơn cái màu này cho các bạn ha. Giá xe mình báo là đã bao gồm VAT rồi nha các bạn, chỉ là chưa có bao gồm phí biển số thôi. Còn để mà chi tiết hơn thì các bạn vui lòng mình gọi cho bạn An, số di động là 0392337567 ha. Nhắc lại 0392337567, số này mình sẽ ghi màn hình cho các bạn luôn nha, để mình tư vấn. Còn đây là phiên bản màu đỏ mờ ha, xe mới 100% nha các bạn. Đây, màu đỏ ha, rất là đẹp. Phục upside down vàng đồng nè, biết chưa? Kẹp phanh hai bít tông, đĩa đường kính rất là to. Đó, mâm nè, vỏ trước tới 110 70, hồi vành 17 inch, 110 đó các bạn nè, vỏ trước nè. Xe full mới 100% nha, có thể gọi là hàng hiếm rồi đó các bạn. Đó, nhìn từ dưới lên trên ha, rồi từ trên xuống dưới, rồi từ trước ra sau nha các bạn. Con xem nè, đây là công tắc tắt nè ha, rồi đề luôn nè, đó, ghi đông nè, hot pha ha, còi xi nhan. Đây, cái đồng hồ nè, rất là đẹp. Bình xăng. Bất ngờ quá cho nên mình không có chuẩn bị cái thông số xe nha các bạn. Xe này cái dạng của nó là còn lại duy nhất ở đây. Duy nhất ở đây luôn đó các bạn. Cũng có thể là duy nhất ở Sóc Trăng luôn cũng không chừng. Xe full mới nha. Sườn nè, hệ thống sườn được đưa lộ ra thế này. Đây là dòng Naked Bike ha. Đó, đạp thắng sau ha, động cơ nè. 155 phân khối nha các bạn. Phục upside down ha. Đây, các chân người ngồi sau nè, phần bô nè. Các bạn xem phần bô nè ha. Phần gấp cũng rất là đẹp luôn, gấp theo kiểu mấy chiếc mô tô phân khối lớn đó các bạn. Nè, nhìn nè, thấy không? Phục giữa màu vàng nè ha. Các bạn ơi, xe full mới nha, xe full mới đó. À, cái này là kim loại nha các bạn ha, rất là chắc chắn nha. Về chắn bùng zin theo xe này rất là dài các bạn, rất là dài luôn. Cái này mình không cần phải độ nữa. Đây, phần gấp tuyệt đẹp luôn nè các bạn. Để mình xem cái đát xe ha, làm sản xuất.
2017. Ồ, 2017 nha. Cụm đèn hậu đó các bạn. Sao bây giờ nhìn lại thấy nó gọn quá các bạn. Thấy nó gọn ha. Phần yên ngồi trước nè. Để mình lên ngồi ứng thử cho các bạn xem ha. Thấy xe này bất ngờ mình cũng hơi bị thèm đó các bạn. Đẹp quá. Mình mình cao 1m7 ha. Và khi mình chống chân xe này á, hai chân chạm đất nha các bạn. Thì các bạn cao khoảng 1m5 thôi. Sau đó các bạn 1m65 thôi. 1m65 nha. Thì mình có thể là di chuyển thoải mái cái xe này rồi. Chị Cao Yên tính ra nó tốt quá các bạn. Nó không như là chiếc MT15 hay là XSR. Hai dòng xe đó chị Cao Yên rất là cao. Không hiểu sao chiếc TX này cái chị Cao Yên rất là tốt các bạn. Các bạn nhìn nè, chống hai chân đụng đất luôn ha. Đó, rất thoải mái luôn các bạn. Rất là phê. Có bắc sinh nè, bắc sinh nè, có pha nè, đầy đủ hết luôn. Ôm bình xăng đẹp quá các bạn, rất là gọn, ghi đông cao. Xe này mình ngồi là nó không có chồm nha, xe này ngồi tư thế rất là thoải mái các bạn. Đó, mà nó vẫn cho ra một cái kiểu dáng thể thao ha, cũng ngầu, rất là ngầu. Ghi đông nó dài cho nên là mình ngồi dang hai tay ra nó rất là hoành tráng các bạn ha. Lên xe này ngồi rất là ngầu, và hơn nữa là một chiếc xe full mới nha. Cái giá chỉ có khoảng là 52 triệu này thì nó quá tốt rồi các bạn. Nó quá tốt. Đó. Cực kỳ thoải mái luôn. Thì bạn nào thực sự mà yêu mến chiếc xe này, mình cứ alo ngay cho cửa hàng đi. Để mình tư vấn cho nó chi tiết ha. Chi tiết hơn. Màu đỏ rất là đẹp các bạn. Mình xem cụm đèn phía trước nè. Cũng rất là ngầu ha. Thuộc upside down vàng đồng. Ngầu các bạn, công nhận nhìn góc này rất là ngầu nè. Rồi, bạn nào quan tâm thì mình cứ alo cho cửa hàng nha. Số di động là 0392337567 của bạn An đó các bạn. Tất nhiên rồi, cửa hàng cũng sẽ có hỗ trợ bán trả góp ha. Còn muốn ship xe thì có thể là mình sẽ liên hệ với cửa hàng đi. Vấn đề ship xe nha. Mình xin nhắc lại cái giá là 52 triệu so với giá đề xuất là 72 triệu. Quá tốt. Bây giờ mình sẽ dành thời lượng video cho những dòng xe khác của Yamaha tại đây. Xin chào các bạn luôn nha.